Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Những chiêu trò rút ruột ngân sách lợi dụng triệt để lỗ hổng pháp luật. Nghịch lý ngành y tế, thiếu thốn lại không thể tiêu hết tiền. Móc túi người bệnh hàng tỷ đồng, dàn lãnh đạo bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố. Làm gì để cuộc họp phụ huynh đầu năm không còn ám ảnh buổi họp tiền đâu? Và sau đây là nội dung chi tiết, xin mời quý vị đón xem. Những chiêu trò rút ruột ngân sách lợi dụng triệt để lỗ hổng pháp luật. Quý vị thân mến, lợi dụng lỗ hổng pháp luật, nhiều đối tượng đã móc ngoặc, cấu kết với những quan chức bị tha hóa, biến chức nhằm rút ruột ngân sách gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Như chúng tôi đã thông tin, phân tích từ thực tế các đại án tham nhũng những năm gần đây, theo các chuyên gia, các đối tượng đã sử dụng rất nhiều chiêu thức, thủ đoạn nhằm thực hiện các hành vi phạm tội của mình. Nhưng tự chung lại, có 3 thủ đoạn điển hình mà các đối tượng này thường sử dụng. Thứ nhất, các đối tượng cố tình bỏ qua quy định về thẩm định giá, không tổ chức đấu giá tài sản và không đấu thầu dự án, hòng biến tài sản công thành tư, làm thất thoát nghiêm trọng tài sản của nhà nước. Thứ hai, cố tình làm ngơ để bỏ qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu có năng lực. Dự án được thực hiện khi chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và các báo cáo tiền khả thi, điều chỉnh dự án vượt thẩm quyền hoặc cố tình chỉ định thầu trái luật. Và cuối cùng chính là sự lạm dụng quyền hành trong quản lý công quỹ ngân hàng, không làm tròn được chức trách, nhiệm vụ, thông đồng cấu kết chỉ đạo thuộc cấp, cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc, lập chứng từ thu chi khống hàng nghìn tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên báo chí, luật sư Đào Xuân Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, xảy ra những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, bên cạnh những nguyên nhân chủ quan, từ sự tha hóa, từ lòng tham của những cán bộ, lãnh đạo, còn có nguyên nhân từ chính những kẽ hở của quy định pháp luật. Điển hình như lỗ hổng trong quy định về đấu thầu, chỉ định thầu, tạo điều kiện thuận lợi để cho các đối tượng lợi dụng móc ngoặc, cấu kết tinh vi giữa doanh nghiệp với những quan chức có thẩm quyền, nhằm gian lận trong đấu thầu, chỉ định thầu phục vụ cho động cơ trục lợi. Trước đây, chúng ta chỉ chú ý đến việc giám sát tổ chức cá nhân thực hiện thầu mà chưa tính đến việc phải giám sát cả chính cơ quan quản lý thầu, khiến chính những người đại diện cho cơ quan có thẩm quyền lại rất dễ dàng bị thao túng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện những hành vi vi phạm hoạt động đấu thầu, luật sư Đào Xuân Hùng nói. Theo luật sư Hùng, điều này có thể nhận thấy rõ qua hàng loạt các vụ án tham nhũng liên quan đến đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị ngành y tế, thiết bị ngành giáo dục như vụ CDC Hà Nội, vụ thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai, vụ hóa chất xử lý nước thải tại Hà Nội. Luật sư Đào Xuân Hùng cũng cho rằng pháp luật không chỉ thiếu những quy định để giám sát cơ quan quản lý đấu thầu mà ngay cả những quy định về giám sát nhà thầu hiện nay còn nhiều bất cập. Bởi thực tế, pháp luật đã có những quy định nhằm hạn chế việc nhà thầu bán thầu, nhưng vẫn tồn tại những quy định chưa chặt chẽ, tạo điều kiện cho các đối tượng ngụy trang dưới các hình thức thầu chính, thầu phụ, thậm chí thầu phụ của thầu phụ. Điều này có thể thấy rõ qua hành vi chia nhỏ chuyển nhượng bán thầu thu phí trái quy định trong vụ gang thép Thái Nguyên hay trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Ở một khía cạnh khác, trao đổi với báo chí, sau khi nghiên cứu từ các vụ án tham nhũng liên quan đến quản lý sử dụng đất đai tài sản công trong thời gian qua, luật sư Nguyễn Đức Biên, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đại La, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, có vô số những bất cập, lỗ hổng rất lớn của luật đất đai và các văn bản pháp luật liên quan đang ngày ngày, giờ giờ tiếp tay cho các nhóm lợi ích lợi dụng, thao túng, tự tung tự tác. Luật sư Biên lấy dẫn chứng như luật đất đai 2013 quy định, nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, quyết định quyền sử dụng đất là một quyền tài sản bằng một quyết định hành chính do một người là đại diện cơ quan hành chính nhà nước ban hành. Quy định như vậy có thể tạo ra cơ chế xin cho, dễ nảy sinh tham nhũng. Hay luật đất đai chỉ quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, chứ chưa quy định chặt chẽ, bắt buộc phải đấu giá đối với đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng khi chuyển mục đích sử dụng đất. Vì thế, rất nhiều địa phương tìm cách lách luật bằng cách cho thuê đất, lập dự án cho hoạt động thương mại dịch vụ, có thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Sau 1-2 năm cho phép sử dụng lâu dài, chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để tránh phải đấu giá đất. Đồng thời, quy định về đối tượng được giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá còn khá rộng, chưa cụ thể.
Ngoài ra, luật sư Nguyễn Đức Biên cũng cho rằng còn những bất cập, thiếu minh bạch, thiếu quy định giám sát, kiểm tra quy trình thực hiện thẩm định, quy định giá không sát giá thị trường là kẽ hở cho tiêu cực, gây thất thoát ngân sách nhà nước khi chuyển quyền sử dụng đất từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân thông qua cổ phần hóa đấu thầu, đấu giá, mua sắm công. Điển hình như Điều 29 và Điều 42 Luật Giá 2012 cho thấy, pháp luật đã trao quyền cho doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá quá lớn, được quyền cung cấp dịch vụ thẩm định giá và nhận thù lao dịch vụ thẩm định giá theo giá thỏa thuận với khách hàng đã ghi trong hợp đồng, và hoạt động theo nguyên tắc độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và chỉ chịu trách nhiệm trước khách hàng về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá. Chính những lỗ hổng nêu trên đã tiếp tay cho hàng loạt lãnh đạo chóp bu của nhiều tỉnh thành và các bộ ngành lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, ký quyết định mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mà chúng ta có thể thấy qua loạt đại án đất đai như vụ Sapeco, vụ 812 Lê Duẩn, thành phố Hồ Chí Minh hay vụ 43 hectare đất Bình Dương, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đại La nói. Nghịch lý ngành y tế, thiếu thốn lại không thể tiêu hết tiền. Thưa quý vị, việc Bộ Y tế lại đề nghị trả lại 802 tỷ đồng vốn đầu tư được phân bổ trong khi ngành y tế đang rất nhiều thiếu thốn, chật vật, khiến cho dư luận, đại biểu rất băn khoăn. Phải thừa nhận, từ khi Covid-19 bùng phát, chưa có khi nào lĩnh vực y tế lại nhận được các quan tâm từ xã hội nhiều như 2 năm trở lại đây. Rất nhiều nguồn lực đã được dành cho ngành y tế, với mong muốn y tế trở thành lá chắn then chốt bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngành y đang rất khó khăn, thiếu quá nhiều, từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị y tế. Đây là vấn đề hết sức nóng, không chỉ riêng của bệnh viện nào mà còn là của toàn ngành y tế. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý và các nhân viên làm công tác y tế thời gian qua chưa được làm tốt, dẫn đến sụt giảm nhân sự của ngành, khiến y tế cơ sở vốn đã thiếu người giờ càng thêm mỏng. Vì vậy, cần tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực y tế là chuyện không phải bàn cãi. Thế nhưng, dư luận cảm thấy bất ngờ khi trong phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét mức vốn các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết 43 vừa qua, Bộ Y tế xin trả lại 802 tỷ đồng do chưa sử dụng hết. Được biết, ngân sách do Bộ Y tế 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư, thời gian giải ngân trong 2 năm 2022-2023, cho đến nay gần 13.200 tỷ đồng, được phân bổ cho 144 dự án, còn lại 802 tỷ đồng. Số vốn đầu tư công mà Bộ Y tế được giao là dùng đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh của viện và bệnh viện cấp trung ương gắn với đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế, sản xuất vaccine trong nước và thuốc điều trị COVID-19. Giải thích thêm về số vốn ngành y tế xin chưa sử dụng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, cơ quan này đã rà soát rất kỹ, họp nhiều lần, có văn bản trao đi đổi lại với các địa phương. Nhu cầu đầu tư cho y tế rất lớn nhưng vẫn phải bám vào quy định. Bộ đưa ra mốc thời gian cụ thể, đến thời hạn địa phương không báo cáo thì có nghĩa là không có nhu cầu, chứ Bộ không chờ đợi vì đã chậm tiến độ, Thứ trưởng Bộ Y tế giải thích. Quy định là một chuyện, vấn đề ở chỗ chúng ta chưa có cách làm đột phá vì sợ sai, sợ trách nhiệm. Số vốn tồn không sử dụng hết kia, một phần xuất phát từ các địa phương, bệnh viện có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra, không dám làm, không dám mua sắm. Dừng ở đây, bỗng dưng tôi nhớ đến lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi ông nói rằng mua sắm công trong phòng chống dịch COVID-19 rất lúng túng. Có tình trạng các nơi sợ việc mua sắm, ngay cả vật tư thiết bị chống dịch cũng rất sợ. Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế, đồng thời cho rằng người ta chỉ thích tiền Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ, đó không phải là tiền ngân sách hoặc tài trợ bằng hiện vật người ta sử dụng được. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đừng để vừa mất tiền vừa mất người là mất toàn đội ngũ tinh hoa, giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân. Hơn 800 tỷ đầu tư vào bệnh viện là con số rất nhỏ, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có số tiền đó để mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơ sở hạ tầng thì quá là may mắn, một chuyên gia y tế nói. Có thể nói ngành y tế ngay lúc này cũng cần cấp cứu, đầu tư hơn bao giờ hết. Bởi vì sau Covid-19 là cúm A, là đậu mùa khỉ, là trầm cảm. Xã hội đang mong manh, căng thẳng và yếu ớt hơn, trông chờ phó thác cho bác sĩ nhiều hơn. Còn nhân viên y tế, bao gồm cả bác sĩ, tiếp tục bị hành hung, xin nghỉ việc hàng loạt hoặc tiếp tục khám chữa bệnh trong lo âu, mệt mỏi nhiều hơn nữa.